Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Những bí mật thú vị về ngũ hành phúc đăng hoa. Kính thưa quý vị và các bạn, trong số 5 ngũ hành thì ngũ hành hoa chỉ mùa hè, lửa và sức nóng. Ngũ hành hoa có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm, hạnh phúc, hoặc cũng có thể tuôn trào, bùng nổ và tạo ra sự bạo tàn. Trong ngũ hành hoa thì phúc đăng hoa là ngọn lửa được phát ra từ ngọn đèn dầu nhỏ bé. Tuy nhỏ bé như vậy, thế nhưng lửa của ngọn đèn lại có thể mang đến niềm vui cho nhân gian và vạn vật. Với một ngọn lửa rực sáng, hữu dụng, mang tính cao quý, thể hiện cho những sự may mắn. Ngoài ra, phúc đăng hoa cũng là ngọn lửa mang đến ánh sáng rực rỡ, tương lai tươi sáng và khởi sắc. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về ngũ hành phúc đăng hoa, thì ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Ngũ hành phúc đăng hoa là gì? Trong số 5 ngũ hành thì hành hoa chỉ về mùa hè, lửa và sức nóng. Hoa có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm, hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và tạo ra sự bạo tàn. Hành hoa có 6 nạp âm được chia ra như sau. Thứ nhất, lưu trung hoa. Thứ hai, sơn đầu hoa. Thứ ba, tích lịch hoa. Thứ tư, sơn hạ hoa. Thứ năm, phúc đăng hoa. Và thứ sáu là thiên thượng hoa. Ba loại phúc đăng hoa, lưu trung hoa và sơn đầu hoa gặp hành thủy sẽ bị khắc kỵ. Khi gặp nước thì ba thứ lửa trên sẽ bị dập tắt, đúng nghĩa thủy khắc hỏa, thuộc vào trường hợp khắc nhập mất phúc phần. Còn thiên thượng hỏa, tích lịch hỏa lại cần phải phối hợp với hành thủy, bởi vì có nước thì càng phát huy được tính chất khí âm, gặp khí dương sẽ tạo ra sấm sét. Trong số các nạp âm của hành hỏa thì phúc đăng hỏa hay còn gọi là phú đăng hỏa được coi là ngọn lửa có bản chất gần gũi, thân thuộc nhất với con người. Nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là ngọn lửa quan trọng hiện diện trong hầu hết mọi sinh hoạt, dùng để thắp sáng, nấu ăn, sưởi ấm hay là xua đuổi thú dữ. Nếu lý giải theo triết tự Hán văn của ngũ hành phúc đăng hoa, thì chữ phúc có nghĩa là vui vẻ, sung túc, hạnh phúc, đầy đủ. Đăng có nghĩa là ngọn đèn, hoa có nghĩa là lửa. Như vậy chúng ta ghép lại ba từ phúc đăng hoa hay phú đăng hoa thì sẽ cho ra ý nghĩa đó là ngọn lửa, ánh sáng, mang lại may mắn, hạnh phúc, vui vẻ được phát ra từ chiếc đèn. Và nếu như muốn khám phá về ngũ hành hay mệnh phúc đăng hoa, thì chúng ta nên biết được ý nghĩa tường tận về bản mệnh của ngũ hành này. Người thuộc mệnh phúc đăng hoa giống như một ngọn đèn dầu, giúp cháy sáng lạn, tụ ít thành nhiều. Phúc đăng hoa hoàn toàn có thể nói là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống con người, bởi vì nó là ngọn lửa dùng để thắp sáng, nấu ăn, sưởi ấm hay đuổi thú dữ. Mọi niềm vui, những sự suôn sẻ, hồ hởi của con người đều được phúc đăng hoa vun đắp. Những người mệnh phúc đăng hoa sinh năm bao nhiêu? Những người sinh các năm Giáp Thìn và Ất Tỵ là những người có ngũ hành nạp âm phúc đăng hoa. Với tuổi Giáp Thìn là những người sinh năm 1904, 1964, 2024, 2084. Còn đối với những người sinh năm Ất Tỵ là những năm 1905, 1965, 2025, 2085. Với những người tuổi Giáp Thìn thì can giáp thuộc hành mộc khắc với địa chi Thìn thuộc hành thổ, cho nên cuộc sống của những người tuổi này thường trải qua nhiều gian lao, thử thách thì mới có thể đạt được thành quả. Với những người tuổi Ất Tỵ thì thiên can Ất thuộc hành mộc sinh cho địa chi Tỵ thuộc hành hỏa. Những người có tuổi này căn cơ phúc đức dày dặn, cuộc sống của họ sẽ thuận lợi hơn những người tuổi Giáp Thìn. Tuy nhiên cả hai tuổi này đều là những tuổi có lộc cách nên duyên tụ của cải tiền bạc là rất lớn. Nếu như vận dụng trong kinh doanh thường đạt được hiệu quả vô cùng cao. Giáp Thìn, Ất Tỵ với Tỵ là tọa độ gốc lúc mặt trời lên tới đỉnh và sắp về phía tây. Ánh chiều tà còn tung ra chiếu sáng vạn vật, đồng thời cũng là lúc thiên hạ sửa soạn lên đèn. Phúc đăng hoa là ánh lửa ban đêm, khả dĩ chiếu sáng những nơi mà mặt trời, mặt trăng không thể chiếu tới được.
và gọi bằng cách khác đó là dạ minh chi hòa. Thìn là giờ thực thời, tức là giờ ăn. Tị là ở trong khu vực trong tướng của Nhật, rực rỡ, thế sáng sủa, phong quang ở thiên hạ, vì vậy mới đặt tên là ngũ hành phúc đào hòa, lửa đèn dầu. Giữa ban ngày thì ánh lửa đèn không thể thi triển quang huy, bởi vậy mà những người mang nạp âm phúc đào hòa hay dạ minh chi hòa thường là những người rất thích bóng tối, không thích xuất đầu lộ diện, thế nhưng lại rất tài hoa. Lúc cần đến thì thật được việc, lúc bình thường, lúc chưa đắc thế, sống âm thầm, ẩn nặc. Khi gặp thời cơ giống như ánh đèn soi vào bóng tối. Tính cách của những người phúc đăng hòa. Bản chất của ngọn đèn đó là sáng suốt, xua đi tăm tối, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cho nên có thể nói đây thực sự là những người vô cùng thông minh. Họ luôn nhìn thấu đáo mọi vấn đề, cũng như là những người luôn có ý tưởng, phát minh, sáng kiến vô cùng dồi dào. Dù đặc trưng trong tính cách của phúc đăng hòa đó là tiếp cận vấn đề muộn, thế nhưng lối giải quyết của họ thì luôn khiến mọi người phải nể phục, vừa nhanh gọn lại vừa thỏa đáng. Ngọn đèn đem ánh sáng giúp mọi người mở mang tri thức, vì thế trong tư duy của những người mang bản mệnh này luôn hướng đến sự văn minh. Họ có lối suy nghĩ tiến bộ, tích cực và thường đi trước một bậc. Ngoài ánh sáng thì ngọn đèn còn mang theo mình cả năng lượng để có thể hỗ trợ cho con người. Do đó, ở những người mang nạp âm này, chúng ta sẽ thấy một đặc điểm chung trong tính cách của họ, đó là sự nhiệt tình, luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Họ nóng tính, đây là bản chất của hành hòa, thế nhưng tâm hồn của họ thực sự vô tư, tốt bụng, nhiệt huyết với mọi người. Về cơ bản thì phúc đăng hòa là những người khá điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Họ yêu thích sự yên bình, xem nhẹ hư danh, không coi trọng tiền bạc, thế nhưng thích giúp đỡ người khác, nhưng cũng rất dễ tìm người. Chính vì vậy mà đôi khi trong làm ăn hợp tác, họ dễ dàng bị người khác lừa gạt. Tuy nhiên, họ cũng có một vài hạn chế trong tính cách, đó là bồng bột, đôi khi kiêu ngạo quá mức mà trở nên ngông cuồng. Nếu được động viên, khích lệ từ người thân, thì người mệnh này dễ hoàn thành công việc nhanh chóng và thành công sẽ nhanh hơn. Lối tư duy logic, khoa học hướng họ đến với tri thức, sự tiến bộ và thường tạo ra những đột phá. Trong những cuộc thảo luận thì người mệnh phúc đào hòa cũng gợi mở ra những ý tưởng rất thú vị. Họ có một tâm hồn thiện lương, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác cho nên luôn được yêu quý. Tuy vậy, sự nhiệt thành quá mức của họ đôi khi khiến cho họ mất kiểm soát hành vi, khá nóng tính. Tư duy vượt thời đại của những người mệnh này đôi khi cũng đưa họ rời xa thực tế, dẫn đèo tường. Một số ít lại cây tài, ngông cuồng và coi thường những người xung quanh. Họ vốn rất cần sự an ủi, động viên của những người xung quanh về mọi thứ để họ làm tốt nhất, đạt được thành quả cao. Một số ưu điểm của những người mang ngũ hành phúc đăng hòa. Chúng ta phải thừa nhận rằng một xã hội hiện đại văn minh thì những trang thiết bị sử dụng trong cuộc sống hàng ngày càng đủ đầy và sang trọng. Không biết ngọn đèn thắp sáng được con người phát minh và sử dụng từ khi nào, thế nhưng chắc chắn một điều, nó luôn là vật dụng ra đời muộn. Và theo suy luận logic, thì khi cuộc sống về vật chất đầy đủ thì con người ta mới hướng tới các nhu cầu về tinh thần. Ngọn đèn thắp sáng có tác dụng nâng tầm cuộc sống của con người, khiến cuộc sống của họ không còn tăm tối. Trẻ nhỏ có thể học bài và mở mang thêm tri thức. Chính vì lẽ đó, những người mang mệnh phúc đăng hòa có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề thường sẽ rất muộn, thế nhưng giải quyết vấn đề sẽ rất sớm, bởi vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật, từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Thứ hai, phúc đăng hòa là những người có tư duy hướng tới tri thức, văn minh. Ở trong họ có một ngọn lửa bất diệt, thắp sáng những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ và thường đi trước một bậc. Khi chúng ta trao đổi, tiếp cận với họ, chúng ta sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Đó là nền tảng để đi đến thành công. Cho nên chúng ta trân trọng những người mang ngũ hành phúc đăng hòa. Họ mang trong mình cả một kho tri thức và họ cũng là những nhà sư phạm tài ba. Có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ. Nhờ đó mà lứa tuổi này có thể hiểu biết nhiều hơn. Thứ ba, bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt, nó còn mang năng lượng, cho nên những người phúc đào hòa rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác.
họ biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng. Mỗi người này cũng là những người nóng tính, thế nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư và hết mình. Một số nhược điểm của những người phúc đằng hòa. Phúc đằng hòa là ngọn đèn sáng sủa, thế nhưng bản thân ngọn lửa là một luồng khí nóng, hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại. Vì vậy, họ cần tránh xa những tệ xấu, ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, viễn cảnh trong đầu của họ khi xây dựng xa vời hiện thực, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài, sống ngông cuồng và cao ngạo. Bởi thế người xưa mới có câu, đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn. Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cứ sao chẳng phải chịu luồn đám mây. Câu ca dao trên, người xưa vẫn đặt với ý tứ sâu xa, khuyên nhủ con người chúng ta không nên kiêu ngạo, phải biết mình, biết người, biết thời. Có câu, biết giới hạn mới là hạnh phúc. Thứ hai, phúc đồng hòa cũng là dạng vật chất nhân tạo, nên năng lượng của nó không phải vô tận như năng lượng thiên nhiên. Vì thế, muốn phát huy được ưu thế để cho những người mệnh này có thể cống hiến, đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, truyền thêm niềm tin, năng lượng cho họ. Ví dụ như động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương hoặc là thường. Thứ ba, mệnh phúc đằng hòa hợp với nghề gì? Phúc đồng hòa là những người có lục cách, cho nên họ đi theo con đường kinh doanh thì có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp cho họ đạt được vinh quang. Họ mang trong mình thuộc tính như là khai mở, ánh sáng, soi tỏ, cho nên những người mệnh này có thể làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học, thường có thành tựu rất cao. Một số người mệnh này có thể trở thành một người nông dân kiểu mới trong thời đại này, hay là một số người thợ có tay nghề chuyên môn rất cao. Đối với tiền bạc thì những người tuổi Tỵ gặp nhiều thuận lợi hơn, mặc dù cả hai tuổi đều có lộc khách, thế nhưng với giáp Thìn do thiên can khắc địa chi nên họ thường trải qua nhiều gian khó mới có thể thu được những thành tựu lớn. Mộc khí từ thiên can giáp và ất có tính lan man, cho nên dù kiếm tiền tốt, nhiều thì họ vẫn bị hao tốn, giúp đỡ cho người thân. Về cơ bản, cuộc sống của họ đều khá giả hơn những người khác. Tình duyên tình cảm của những người phúc đằng hòa. Con đường tình duyên tình cảm của những người phúc đằng hòa cũng rất khó khăn. Chính do cuộc sống của họ thường được nhiều người theo đuổi, thế nhưng rất ít người chân thành chịu ở bên cạnh. Cuộc sống của họ khi nào cũng bộn bề bởi tuổi Thìn nằm trong tứ kho bị phong bế, tuổi Tỵ là dịch mã. Những người này phải tầm trung niên thì mới có thể tìm được đối tượng tầm đầu ý hợp. Thời trẻ thường không có nhiều thời cơ tiếp xúc với những đối tượng có thể mang lại cảm xúc cho họ. Khi yêu, những người thuộc mệnh phúc đằng hòa thường dốc lòng, dốc sức cho tình yêu. Vốn là ngọn lửa của ánh đèn, cho nên họ tỏa ra một luồng khí ấm cúng, khiến cho người họ yêu cảm thấy đảm bảo an toàn. Không những thế, trong việc làm và đời sống của phúc đồng hòa còn truyền nguồn năng lượng, cảm hứng cho đối tác chiến lược. Thứ năm, mệnh phúc đồng hòa hợp hay khắc với mệnh nào? Thứ nhất, phúc đồng hòa với ngoảnh kim. Phúc đồng hòa với giáp Tý, ất Sửu, hải trung kim, vàng trong biển. Đèn sẽ bị dập tắt bởi nước biển, hơn thế nữa kim tàng trong thủy khiến cho cả hai vật chất này có tính khắc mạnh với phúc đồng hòa. Hai nạp âm này phối hợp với nhau thường dẫn đến kết cục thất bại. Phúc đồng hòa và canh Thìn, tân Tỵ, bạch lạp kim, vàng long chày. Theo những ngũ hành thì hỏa khắc kim, trong trường hợp này ngọn đèn không thể giúp quá trình luyện kim được bởi vì ánh sáng nhiệt độ của nó ở dạng yếu. Hai nạp âm này phối hợp với nhau khó có thành tựu lớn. Phúc đồng hòa và giáp ngọ, ất mùi, sa trung kim, vàng trong cát. Hai nạp âm này không có sự tương tác qua lại với nhau, có sự hình khắc nhẹ do thuộc tính của ngũ hành. Phúc đồng hòa và nhâm thân, quý dậu, vàng ngũ kiếm, kiếm phòng kim. Hai ngũ hành này có sự hình khắc mạnh mẽ. Kim loại ở nung cụ có thể bị biến dạng dưới tác động của nhiệt độ.
hai nạp âm này phối hợp sẽ u buồn, bi thương. Phúc đăng hỏa và cảnh tuất tần hợi thoa xuyến kim vàng trang sức. Với hình thức thì hai ngũ hành này sẽ bị tự khắc, thế nhưng trong thực tế, trang sức chân bảo thêm phần lung linh, rạng rỡ trong ánh đèn. Hai mệnh này gặp nhau tất nên sự nghiệp lớn. Phúc đăng hỏa và nhâm dần, quý mão, kim bạch kim, vàng thành thỏi. Hai ngũ hành này gặp nhau không khắc lợi, kim loại thành khối, rất kỵ ngọn lửa thiêu đốt, làm biến dạng. Hai mệnh này phối hợp với nhau chắc chắn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thứ hai, phúc đăng hỏa với mệnh mộc. Phúc đăng hỏa với mậu thìn, kỷ tỵ, đại lâm mộc, gỗ trồng rừng. Hai nạp âm này không có mối liên hệ với nhau, chỉ có sự cắt lệnh nhỏ bé vì thuộc tính mộc sinh cho hỏa. Phúc đăng hỏa với nhâm ngọ, quý mùi, dương liễu mộc, gỗ cây dương liễu. Mộc sinh cho hỏa, tuy nhiên gỗ cây dương liễu và ngọn đèn không thể tương sinh với nhau, bởi vì gỗ cây liễu không phải là nguồn năng lượng với ngọn đèn. Cuộc gặp gỡ này có chút ít may mắn do có sự tương sinh về ngũ hành. Phúc đăng hỏa và canh dần, tần mão, tùng bách mộc, gỗ cây tùng bách. Mộc sinh cho hỏa, thế nhưng dạng gỗ cây tùng vốn không phải là nguồn năng lượng thắp sáng cho ngọn đèn, cho nên hai mệnh này gặp gỡ có chút ít may mắn nhỏ. Phúc đăng hỏa với mậu tuất, kỷ hợi, bình địa mộc, gỗ cây đồng bằng. Cây cối thân mềm ở đồng bằng không phải là nguồn năng lượng cho ngọn đèn. Hơn nữa các địa chi thìn, tuất, tỵ, hợi của hai nạp âm này xung khắc với nhau. Và như vậy chắc chắn sự phối hợp này nhìn bên ngoài thì tốt, thế nhưng bên trong mới có thể hiểu được sự u buồn và nhàm chán. Phúc đăng hỏa với nhâm tý, quý sửu, tang đố mộc, gỗ cây dâu. Hai ngũ hành này gặp nhau tiểu khắc lợi vì nguyên lý mộc sinh cho hỏa. Phúc đăng hỏa và canh thân, tân dậu, thạch lưu mộc, gỗ cây lưu. Hai ngũ hành này gặp nhau có sự cắt lợi nhờ hai yếu tố. Thứ nhất, mộc sinh cho hỏa. Thứ hai, các địa chi thìn, tỵ, thân, dậu, tam hợp và nhị hợp với nhau. Cho nên hai ngũ hành này gặp nhau sẽ thành công lớn. Thứ ba, phúc đăng hỏa với ngũ hành thủy. Phúc đăng hỏa với bính tý, đinh sửu, giàn hạ thủy, nước cuối nguồn. Nước ngầm và ngọn đèn ít có sự liên hệ với nhau, thế nhưng ngọn đèn rất kỵ thủy, nếu gặp gỡ tắt đèn sẽ bị tắt lịm. Do đó hai mệnh này phối hợp với nhau thường xung khắc mạnh mẽ. Phúc đăng hỏa với giáp thân, ất dậu, tuyên trung thủy, nước trong suối. Nước trong suối sẽ dập tắt ngọn lửa, sự phối hợp này sẽ đưa lại đau thương và hình khắc. Phúc đăng hỏa với nhâm thìn, quý tỵ, trường lưu thủy, nước đầu nguồn. Tất cả mọi ngọn đèn đều sẽ bị tắt ngấm khi lạc vào dòng nước lớn. Hai mệnh này gặp nhau, tương lai sẽ là một khung cảnh nhầu nhĩ, ảm đạm và u buồn. Phúc đăng hỏa và bính ngọ, đinh mùi, thiên hà thủy, nước trên trời. Do mưa lớn sẽ dập tắt ngọn đèn, vì vậy hai nạp âm này phối hợp với nhau dẫn tới một ngõ cụt bế tắc. Phúc đăng hỏa với tuổi giáp dần, ất mão, đại khê thủy, nước khe lớn. Nước khe lớn của suối sẽ khắc ngọn lửa đèn mạnh mẽ, cho nên hai mệnh này kết hợp thường xấu ngay từ bước đầu tiên. Phúc đăng hỏa với hai tuổi nhâm tuất, quý hợi, đại hải thủy, nước ở biển lớn. Khi nước biển trào dâng thì ngọn đèn tất không còn tồn tại, và các địa chi thìn, tuất, tỵ, hợi đều xung khắc với nhau, cho nên rất bất lợi. Hai mệnh này gặp nhau khung cảnh thật điều điều. Thứ tư, mệnh phúc đăng hỏa với ngũ hành hỏa. Phúc đăng hỏa với hai tuổi bính dần và đinh mão, lưu trung hỏa, lửa trong lò. Hai ngũ hành này gặp nhau sẽ cắt lợi vì nhận được sự tương hòa hỗ trợ lẫn nhau. Người ta nhóm lò từ lửa đèn và cũng có thể châm đèn từ lò khi cần thắp sáng, hoặc đèn sẽ bị tắt. Hai mệnh này phối hợp với nhau sẽ khai mở thịnh thế, hào quang rực rỡ. Phúc đăng hỏa với hai tuổi giáp tuất, ất hợi, sơn đầu hỏa, lửa chân núi. Hai người này không có sự tương hợp với nhau, hơn nữa các địa chi thìn và tuất, tỵ và hợi xung khắc, vì vậy hai mệnh này không nên kết hợp. Ngũ hành phúc đăng hỏa với tuổi bính thân, đinh dậu, sơn hạ hỏa, lửa dưới núi. Hai ngũ hành này sẽ tương hòa về mặt lý thuyết,
Thế nhưng trên thực tế thì hai nạp âm này không có sự tương tác. Nhờ địa chi thìn, tỵ, thân, dậu hòa hợp nên sẽ có phần tốt. Cho nên hai nạp âm này gặp nhau có phần cắt lợi. Phúc Đăng Hòa, 12 tuổi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Phúc Đăng Hòa. Hai lửa ngọn đèn gặp nhau tất sẽ quang minh rạng ngời. Vì vậy hai mệnh này phối hợp sẽ mở ra một tương lai sáng lạn, hạnh phúc. Phúc Đăng Hòa, 12 tuổi, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Thiên Thượng Hòa, lửa trên trời. Khi ban ngày thì vầng dương chiếu sáng thì ngọn đèn sẽ vô tác dụng, người ta sẽ tắt nó đi. Khi thái dương xuống núi thì ngọn đèn mới có thể tỏa sáng, bởi vậy hai nạp âm này không thể gặp gỡ nhau. Phúc Đăng Hòa, 12 tuổi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Tích Lị Hòa, lửa sấm sét. Khi sấm sét nổi lên kèm theo phong ba bão táp thì ngọn đèn sẽ không thể duy trì ánh sáng, cho nên hai mệnh này gặp nhau thường sẽ không ổn một chút nào. Thứ năm, Phúc Đăng Hòa với Nguyệt Thổ. Phúc Đăng Hòa với 2 tuổi, Canh Ngọ và Tân Mùi, Lộ Bằng Thổ, đất ven đường. Đất đường đi và ngọn đèn không có sự tương tác qua lại với nhau. Hai dạng vật chất này quá khác biệt với nhau về quy chiếu cũng như tính năng công dụng, cho nên cuộc gặp gỡ này mang lại may mắn nho nhỏ do thuộc tính hòa sinh cho thổ. Phúc Đăng Hòa với 2 tuổi, Mậu Dần, Kỷ Mão, Thanh Đầu Thổ, đất Tường Thành. Hai nạp âm này không có sự tương tác qua lại, thế nhưng sự hình hại về địa chi Dần, Tỵ, Mão và Thìn, cuộc gặp gỡ của hai người bạn này thường không mang lại may mắn cát tường. Ngũ hành Phúc Đăng Hòa với tuổi Canh Tý, Tân Sửu, bức tường thổ, đất trên vách tường. Ta có hỏa sinh cho thổ, tường nhà được ngọn đèn chiếu sáng nên sẽ đẹp hơn, lung linh hơn. Vì vậy hai mệnh này gặp nhau tạo nên tiền đề của yên vui, hạnh phúc. Ngũ hành Phúc Đăng Hòa với Bính Tuất và Đinh Hợi, ốc tượng thổ, đất trên mái nhà. Ngói lợp nhà và ngọn đèn không có quan hệ tương tác. Hai nạp âm này gặp gỡ là dạng tiểu cát lợi do ngũ hành tương sinh với nhau. Ngũ hành Phúc Đăng Hòa với tuổi Mậu Thân và Kỷ Dậu, đại trạch thổ hay đại dịch thổ, đất cồn lớn. Hai nạp âm này không có sự tương tác, thế nhưng có lợi về hai mặt. Thứ nhất là nguyên lý ngũ hành tương sinh. Thứ hai là các địa chi thìn, tỵ đều nhị hợp và tam hợp với các địa chi thân và dậu. Ngũ hành Phúc Đăng Hòa, 12 tuổi, Bính Thìn và Đinh Tỵ, xa trung thổ, đất trồng cát. Hai sự vật này không có liên quan tương tác với nhau, chỉ có chút ít may mắn do tính chất hỏa sinh cho thổ về nguyên lý ngũ hành. Các bạn đã được lắng nghe video những bí mật thú vị về ngũ hành Phúc Đăng Hòa của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!